sang năm trẻ đẹp lòng. Món quà sức khỏe tươi trẻ đón xuân. Number One Active chanh muối với các khoáng chất thiết yếu natri, kali, clo giúp bù nước, bù khoáng nhanh cho bạn hoạt động bên bỉ. Number One Active chanh muối bù nước, bù khoáng bên bỉ đến cùng. Sản phẩm này không phải là thuốc và cũng có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Khánh Hòa cứu nạn thành công tàu cá Bình Định cùng 12 thuyền viên gặp nạn trên biển. Cần Thơ sáng chế thành công thiết bị chống đuối nước cho trẻ em. Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là nguyên nhân gây tử vong thứ ba ở Việt Nam. Chiều ngày 25 tháng 12, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã lai dắt thành công tàu cá BD96668TS gặp nạn do bị hỏng máy thả trôi về cảng Nha Trang an toàn, mất khả năng vận hành từ ngày 23 tháng 12. Tàu cá BD96668TS và 12 thuyền viên do ông Võ Thành Thật, trú tại Bình Định làm thuyền trưởng, gặp sự cố hỏng máy, mất khả năng kiểm soát, thả trôi tự do khi đang đánh bắt tại khu vực cách cảng Nha Trang chừng 90 hải lý. Nhận được tín hiệu khẩn cấp, Trung tâm Tìm kiếm Cứu nạn đã điều động tàu SR-2701 thường trực ở Nha Trang, Khánh Hòa đi cứu nạn. Đến 1 giờ sáng nay, tàu SR-2701 đã tiếp cận được tàu bị nạn. Do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc và cơn bão Nokten nên đến 13 giờ chiều nay, tàu SR-2701 mới lai dắt được tàu cá gặp nạn và 12 thuyền viên về đến cảng Nha Trang an toàn. Hiện tại sức khỏe của thuyền viên đều bình thường, tàu cá cũng không bị hư hại nặng. Phá rào, dẫm và ngắt hoa là những hành động của một số du khách bị nhiều người phê phán tại lễ hội hoa hướng dương khai mạc vào ngày 25 tháng 12 tại Nghệ An. Một số người dân không vào cánh đồng bằng cổng chính mà phá rào bằng dây thép gai hoặc các thanh tre để đi. Thậm chí trẻ em cũng bị người lớn bế chui qua hàng rào. Người dân chen chúc trên các lối đi bộ của cánh đồng hoa hướng dương rộng gần 100 hecta. Số khác đi vào các khóm hoa để chụp ảnh. Hướng dương được trồng tại đây với mật độ dày đặc, khoảng cách giữa các cây chỉ từ 10 đến 20 cm, nên việc di chuyển giữa các luống khóm dễ gây hư hỏng cho hoa. Đặc biệt một số du khách còn cố tình ngắt hoa làm hư hỏng nhiều bông. Được biết, đây là lần đầu tiên tỉnh Nghệ An tổ chức ngày hội hoa hướng dương và không thu phí vào cửa. Ngoài ra, do trùng vào dịp Giáng sinh, nên số lượng du khách đến với lễ hội rất đông. Đến trưa ngày 25 tháng 12, đoạn đường Hồ Chí Minh bị ùn ứ gần 2 km, theo cả hai hướng đi Thanh Hóa và Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, việc khôi phục lại mặt bằng hiện trạng sau khi khai thác tài nguyên là nghĩa vụ bắt buộc đối với các doanh nghiệp. Tuy nhiên, tại Thanh Hóa, tình trạng nhiều đơn vị doanh nghiệp chưa thực hiện hoặc thực hiện mang tính đối phó với nghĩa vụ phục hồi môi trường vẫn còn hạn chế. Tại khu vực núi Cha, xã Đông Hưng, thành phố Thanh Hóa, sau khi dừng khai thác đá, đồi núi tan hoang, đất đá gột ngang, nhiều hố nước rộng và sâu quắng. Theo những hộ dân sống gần khu vực này, nếu không hoàn thổ, khắc phục môi trường thì hàng chục năm sau, khu đất này vẫn là khu đất chết. Những cái biện pháp để mà cấm đối với các cái hộ sản xuất, không như các hộ sản xuất nữa, đó là cái những cái biện pháp giải pháp, đó là cái việc đào đường ngăn chặn cho nhân dân là không cho vào khai thác ở trên địa bàn, và công tác thường xuyên là kiểm tra giám sát đối với công an là quy tắc và cái công tác quản lý ở trên địa bàn. Tại những công trường khai thác đá đang hoạt động, nhiều khu đồi đã bị biến dạng. Tuy nhiên, khi được hỏi về công tác bảo vệ môi trường trong và sau khi khai thác, chủ các doanh nghiệp lại trả lời một cách chung chung mơ hồ. Nói chung là cái khai thác đá trên bên lĩnh vực bên em ấy thì hai vợ chồng của Đông Vinh thì vẫn đảm bảo cái sự an toàn là hàng đầu. Thì quá trình khai thác thì vẫn tiêu chuẩn là khai thác theo đúng tiêu chuẩn của bên môi trường của hợp tác xã. Theo thống kê của Sở Tài nguyên Môi trường, tính đến tháng 12 năm 2016, Thanh Hóa vẫn còn 55 trong số 239 đơn vị chưa ký quỹ bảo vệ môi trường. Đó là chưa kể một số đơn vị không thực hiện triệt để việc hoàn thổ đúng quy định. Do đó, tăng cường giám sát việc tuân thủ pháp luật của những dự án khai khoáng khi đang hoạt động và sau khi đóng cửa mỏ càng trở nên cấp thiết để bảo vệ hệ sinh thái và môi trường sau khi khai thác. Thưa quý vị, được đầu tư hơn 116 tỷ đồng, công trình nhà ở công nhân đầu tiên ở Thanh Hóa sau một năm thi công hiện bỏ hoang thành nơi chăn thả trâu bò. Dự án khu nhà ở công nhân khu công nghiệp Lễ Môn, xã Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa, khởi công vào tháng 5 năm 2013 trên diện tích 3 hectare với 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 xây dựng 3 tòa chung cư 5 tầng cùng nhiều hạng mục phụ trợ, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 1.500 công nhân với chi phí xây dựng là 116 tỷ đồng. Giai đoạn 2 sẽ xây dựng hoàn chỉnh các tòa chung cư còn lại vào năm 2018.
Tuy nhiên đến nay, công trình chỉ mới xây dựng được phần khung hai tòa chung cư 5 tầng, rất nhiều hạng mục khác chưa được hoàn thiện. Quanh công trình cỏ dại mọc đầy, người dân tận dụng làm nơi chăn thả trâu bò. Dưới tầng 1, đồ đạc, rác, túi ni lông của bảo vệ vứt nhếch nhác. Đi nhà trọ thì bao giờ cũng phải khó khăn rồi. Để mua được nhà ở thì nó được tự do, thoải mái này, phát triển kinh tế, mà cứ đi về cái thời gian đi về trên đường đó, thấy là gây ra mất trật tự an toàn giao thông này. Theo thống kê, khu công nghiệp Lễ Môn có khoảng 30 doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư, giải quyết việc làm cho khoảng 23.000 lao động. Để ở gần nơi làm việc, rất nhiều công nhân phải thuê nhà trọ. Các cuộc khảo sát cho thấy, nhà trọ công nhân thuê có chất lượng thấp, cơ sở vật chất tạm bợ, vệ sinh môi trường và điều kiện sinh hoạt lâu dài chưa đảm bảo. Những điều này ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe người lao động. Trong khi đó, dự án nhà ở công nhân nói trên lại đang đắp chiếu, khiến nhiều người không khỏi xót xa. Hiện nay, tình trạng đuối nước ở trẻ em đang trở nên đáng báo động. Vì thế, hai sinh viên Mã Minh Khoa và Nguyễn Ngọc Tài thuộc khoa công nghệ của Trường Đại học Cần Thơ đã sáng chế thành công thiết bị chống đuối nước ở trẻ nhằm tránh sự cố đáng tiếc xảy ra. Thiết bị trên gồm hai phần: thiết bị quản lý dùng để kiểm tra xử lý tín hiệu được đeo trên người trẻ em, cùng với thiết bị giám sát sẽ gửi tín hiệu nhận dạng về cho thiết bị quản lý. Điểm đặc biệt của thiết bị này là được đeo trên đầu trẻ. Khi người dùng bị nhấn chìm xuống nước khoảng 17 đến 20 giây, ngay lập tức nó sẽ truyền tín hiệu đến bộ trung tâm và sẽ phát ra tiếng chuông báo đến người quản lý biết được vị trí đối tượng và kịp thời cứu hộ. Thiết bị trên sử dụng trong bán kính 10 mét, sử dụng cho gia đình cũng như ở các hồ bơi công cộng. Từ cái thời gian mà bắt đầu tìm hiểu đến khi hoàn thành đến hiện tại thì mất khoảng gần 3 tháng. Một lần mà mình vô tình xem trên mạng về những cái mà tình trạng đuối nước ở trẻ em, cho nên là mình thấy cái này nó còn cần được cải thiện. Được biết, chi phí để làm ra thiết bị trên chỉ có hơn 100.000 đồng, nhưng mẫu mã hợp thời trang và khá gọn. Do sử dụng công nghệ Bluetooth nên lượng pin sử dụng được lên đến 30 tiếng. Tiếp theo chương trình là những thông tin về an ninh trật tự và an toàn giao thông. Thưa quý vị, khoảng 21 giờ tối ngày 25 tháng 12, trên đường DT743 thuộc phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến hai nam thanh niên tử vong tại chỗ. Vào thời gian trên, xe máy mang biển kiểm soát 54V25399 do hai nam thanh niên khoảng 25 tuổi điều khiển xe lưu thông theo hướng từ thị xã Tân Uyên về thị xã Dĩ An. Khi xe lưu thông đến khu phố 2, phường An Phú, thì nam thanh niên cho xe vượt lên trước hai xe container đang chạy song song cùng chiều. Nhưng bất thành khiến xe container mang biển kiểm soát 61L1129 kéo theo rơ móc mang biển kiểm soát 61R0063 cán qua cả hai nam thanh niên khiến cả hai chết tại chỗ. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, tài xế xe container không chịu dừng lại mà bỏ chạy được khoảng 500 mét thì bị người dân truy đuổi kịp thì tài xế mới chịu dừng lại. Lực lượng chức năng thị xã Thuận An đã nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn. Khoảng 14 giờ ngày 25 tháng 12, trên tuyến đường Nguyễn Trãi thuộc phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, một ô tô 7 chỗ gây tai nạn liên hoàn, tông liên tiếp vào xe ba gác và xe máy, làm 3 người thương vong. Theo đó, xe ô tô 7 chỗ mang biển kiểm soát 76A00924 chạy từ hướng đông lên tây, đâm vào xe ba gác có hai thanh niên đang chất sắt bên đường, sau đó tông tiếp vào xe máy do ông Lê Thoàng điều khiển chạy cùng chiều. Hậu quả vụ tai nạn làm ông Thoàng tử vong tại chỗ, hai thanh niên đang chất sắt bị thương nặng được nhân dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi. Tại hiện trường, xe ô tô bị hư hỏng nặng, nhiều thanh sắt đâm vào đầu xe. Ngay sau khi gây tai nạn, người điều khiển xe 7 chỗ đã bỏ trốn. Hiện công an tỉnh Quảng Ngãi và công an thành phố Quảng Ngãi đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ tai nạn. Thưa quý vị, nội dung của một vấn đề hôm nay là về bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ở Việt Nam. Theo các nhà nghiên cứu y khoa, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng các bệnh gây tử vong tại Việt Nam và vượt qua cả số người chết do ung thư. Có thể nói, đây được xem là kẻ giết người thầm lặng bởi việc phát hiện sớm và chữa trị kịp thời vẫn còn là một bài toán nan giải. Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD là bệnh phổi đặc trưng do tắc nghẽn đường thở mãn tính không thể phục hồi. Dấu hiệu nhận biết là người trên 40 tuổi ho, khạc, đàm, khó thở liên tục hoặc nhiễm trùng đường hô hấp do tiếp xúc với yếu tố nguy cơ như thuốc lá, khói bếp, điều kiện sinh hoạt, môi trường làm việc. Nếu bệnh nhân có 3 trên 5 các dấu hiệu trên, vẫn có thể kết luận việc mắc bệnh. Nếu bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD sẽ gặp nhiều vấn đề về sức khỏe khác như đái tháo đường, tim mạch, cao huyết áp. Việc điều trị sẽ khó khăn và tỷ lệ tử vong sẽ cao hơn. Đúng là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ngày càng tăng lên. Thì tại sao như vậy? Thứ nhất là tình trạng hút thuốc lá, tình trạng ô nhiễm môi trường có thể nói là nó không có giảm đi. Cái thứ hai là dân số
mình là già đi, càng ngày càng già đi, thì cái bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là bệnh phổi do cái một yếu tố bên ngoài, tức là yếu tố nguy cơ nó tác động lên cộng với cái tuổi tác thì làm cho cái bệnh này ngày càng nhiều hơn. Điều đáng nói, bệnh nhân sẽ không thấy triệu chứng khi bệnh ở giai đoạn nhẹ, nên chỉ phát hiện bệnh khi khám một loại bệnh khác. Hơn nữa, việc điều trị chỉ ngăn bệnh phát triển nhanh hơn, nên bệnh nhân phải sử dụng thuốc suốt đời. Tuy nhiên, dù không thể chữa khỏi hoàn toàn, nhưng người bệnh mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính vẫn có thể sinh hoạt tương đối bình thường nếu phát hiện sớm và điều trị đúng cách. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai. Mong cho sang năm trẻ đẹp lòng. Món quà sức khỏe tươi trẻ đón xuân. Nước tăng lực number one cho bạn cuộn trào sảng khoái với vitamin, taurin và inositol giúp bật tung năng lượng để sẵn sàng đương đầu mọi thử thách. Hãy uống number one cho vài chén cuộn trào sảng khoái bật tung năng lượng. Giáng sinh tươi vui ở phố núi Đà Lạt. Đối tượng siêu lừa chiếm đoạt hàng tỷ đồng tại Bình Dương xa lưới. Thải độc cơ thể, xu hướng mới giúp phòng ngừa bệnh ung thư.